chơi. Nói gì nữa các bạn, Goku là nhân vật chính trong nguyên cái bộ truyện này, thì việc anh ta xuất hiện cho các bạn xếp hạng sức mạnh không có gì là lạ. Nhưng trong bản Dragon Ball Z này, với tư cách là cá nhân đạt được dạng biến hình cao cấp nhất Super Saiyan 3, thì anh ta vẫn đứng hạng 5 về sức mạnh thôi à nha. Goku thợ bé là một thằng cùi bắp sức mạnh tầm thường, con của một chiến binh Saiyan và được gửi đến trái đất. May mắn làm sao, trái đất toàn bộ là sinh vật yếu nhất, với nền văn minh thấp nên cậu ta lại thuộc dạng tương đối mạnh mẽ ở đây. Nội tại Saiyan khiến cậu càng ngày càng mạnh lên trông thấy, và lại còn được học võ qua nhiều người thầy khác nhau, như là sư phụ Rùi Già dạy cậu về sự bền bỉ cùng thần lực, học nói học viết, thần mèo Karin dạy cậu về võ công thường thẳng tốc độ phi thường, thường đế dạy cậu tiết kiệm sức lực ngâm cứu võ công ra đòn tối giản mà cực kỳ hiệu quả. Cậu lại có thể luyện tập 2 tiếng đồng hồ trong phòng thời gian, tương đương với 1 tháng chờ bên ngoài. Phần tập luyện đó khiến cậu trở nên cao vọt và cực mạnh. Thần vũ trụ giúp Goku tăng vô cùng nhiều sức khỏe, cùng hai ngón đòn độc nhất do chính ông sáng tạo ra, chính là bom kinh khi với sức mạnh khủng bố. Và Kaioken có thể trực tiếp tăng nhiều lần sức mạnh căn bản của người dùng. Ông ta bảo với Goku rằng thời gian luyện tập với ổng cho hành tinh này tương đương với hàng nghìn năm tập luyện ở dương thế. Rồi lại còn người Zarat dạy cậu học hiển kỳ căn bản cùng độc chiêu dịch chuyển tức thời có thể áp dụng trực tiếp trong chiến đấu. Rõ là nhân vật chính té núi lượm được vô số bí kíp mà. Không chỉ vậy, Goku còn có thể khai phá được dạng Super Saiyan 1. Rồi sau khi chết ở chỗ thần Bắc Kaio một thời gian, anh ta đã có thể khai phá được cả dạng Super Saiyan 2, thậm chí là dạng Super Saiyan 3 nhờ vào lượng khí dồi dào chỗ nơi ở của thần. Vô cùng lợi thế cho việc luyện tập, chứ Vegeta dùng phòng tập trọng lực đắt tiền của nhân giới cũng không cách nào bằng được. Cứ như vậy, cộng với nội tại người Saiyan thì anh dần dần đạt được cái tầm cao mới trong biểu đồ sức mạnh. Cũng là cá nhân đầu tiên có thể mạnh hơn cả Ma Bư Béo, chỉ khí phát ra thôi có thể chấn động đến toàn trái đất rồi. Và cuối cùng, hầu như mọi con boss khó đều phải có tay Goku nhúng vào mới có thể xử lý được. Son Goku đúng là cứu tinh của toàn nhân loại. Xếp thứ 2, Son Satan. Chà, nhân vật chính ở hạng 5, vậy là có 4 người nữa trên cơ Goku à. Là ai nhỉ? Chúng ta hãy cùng đến với họ nào.